Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bố ơi, bố ơi, con xin bố, con cắn dươm cắn cỏ, con lạy bố, bố cho con vào nhà. Đã bảo không, tôi không có bố con gì với cô cả. Bố ơi, con xin bố ạ. Ồ, ra. Bố thương con, bố ạ. Ra khỏi nhà tôi ngay. Bố thương con ạ, con xin bố, con lạy bố. Đã bảo, ra khỏi nhà tôi. Bố, con là cái thùy của bố đấy mà. Đứa con gái đáng thương của bố, chứ con không phải là người xa lạ. Dù sao con cũng là giọt máu của bố mà, con xin bố, con lại... Máu với bố cái gì? Tôi không có giọt máu nào như cô cả. Không nha. Đừng có mà ám gia đình tôi nữa, được không? Cô Thùy. Dạ. Bố ơi, con không còn chỗ nào để con đi nữa rồi ạ. Đây là việc của cô. Con hết chỗ bám víu rồi bố ạ. Bố rộng lòng, bố thương con ạ. Con chỉ cần một chỗ để con che mưa che nắng thôi. Nhưng mà không phải là ở cái nhà này. Nhà này không có chỗ cho cô. Bố có chưa? Sao mà tôi khổ thế này? Tôi có làm nên tội tình gì đâu. Sao tôi khổ thế này ở trời ơi? Mày là kẻ giết người. Mày mang chết chóc đến cho gia đình của ta. Chính là mày. Mày rõ chưa? Mày là sứ giả của thần chết. Mày cút đi. Cút đi! Bố ơi! Bố! Thùy ơi! Cũng là một kiếp người. Sao mày khổ thế hả Thùy? Cũng là một hạt bụi trong cõi nhân gian ở trọ này. Sao mày mãi chìm nổi trong bể trầm luân thống khổ? Mày đã làm gì nên tội? Mày đã làm gì? Làm gì mà đến nông nỗi này hả Thùy ơi? Tại sao chứ? Thưa các vị, người ta nói mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều mang một số phận. Tôi không tin. Tôi không tin và chưa bao giờ tôi tin điều đó cả. Nhưng chớ trêu thay, cuộc đời tôi lại bị ám ảnh với hai chữ số phận, như một sự sắp đặt oái oăm của tạo hóa, một sắp đặt của nỗi buồn, sự cô đơn và thống khổ đến cùng cực. Tất cả khởi nguồn từ một lời tiên đoán, một lời tiên đoán mù mờ của một người nào đó. Mà cả đời tôi cho đến bây giờ và mãi về sau chắc cũng chẳng biết là ai. Đau đớn thay, tuy là mù mờ vô căn cứ, nhưng nó lại thay đổi cả cuộc đời tôi. Điều đấy mãi sau này lớn lên tôi mới biết, một sự thật đắng đót đến tận những góc khuất bé mọn nhất của tâm khảm con người tôi. Tôi sống với bố nuôi trong một căn nhà đi thuê. Nhà chỉ có hai bố con, không người thân, chỉ dăm ba người bạn làm bốc vác với ông ở chợ đầu mối. Vài ba lần tôi hỏi ông nguồn gốc của mình, nhưng ông chỉ im lặng và khóc. Hình như câu hỏi của tôi đã gợi nhắc trong ông một nỗi đau nào đấy. Vì thế, về sau, tôi không dám hỏi ông nữa. Nhưng năm tôi 17, chính ông đã nói ra sự thật. Sau một biến cố không hề mong muốn, ông bị tai nạn lúc đang làm việc. Linh cảm thấy điều chẳng lành, ông đã gọi tôi lại. Thùy, dạ. Con lại đây. Bố. Lại đây. Con ngồi xuống đây. Dạ. Ngồi xuống đây con. Dạ vâng ạ. Thùy này, hôm nay bố sẽ nói cho con biết một chuyện. Bố ơi, chuyện gì thế hả bố? Chuyện về cuộc đời con. Hả? Chuyện mà bố chưa bao giờ nói. Thực ra ấy, bố không muốn nhận con làm con nuôi. Chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Trời ơi, bố nhận con làm con nuôi là chuyện bất đắc dĩ à? Đúng thế con ạ.
Thậm chí bố còn trở thành kẻ thù đối với họ nữa. Tại sao? Tại sao lại như vậy hả bố? Chuyện dài lắm Thùy à. Nhưng con muốn nghe, con rất muốn nghe. Không. Bố đừng giấu con nữa. Không, bố không giấu con. Đây là lúc bố muốn cho con biết nhất. Con gái à. Vâng. Vậy thì bố. Bố ơi. Bố kể đi ạ. Thùy, cho bố xin vụ nước. Bố. Nước đây ạ. Bố uống đi. Đưa bố. Câu chuyện bắt đầu từ 17 năm trước, khi con còn là một cô bé đỏ hòn. Năm ấy, bố đang đi làm ăn xa thì nhận được tin nhắn ông nội con mất đột ngột, nên vội vàng trở về chịu tang cha. Mổ yên mả đẹp cho ông xong, buổi tối trước khi lên đường, không biết vì sao mà bố thấy lòng dạ cồn cào, không thể nào chợp mắt được. Bố trở dậy, đi ra sân. Trăng 15 sáng vằng vặc. Đang định ra chỗ giếng múc gầu nước rửa mặt, thì từ căn nhà ngang vọng lên tiếng khóc thút thít, khiến bố dừng chân lắng nghe. Trời ơi, anh định bỏ nó đi thật sao? Nó chưa được 2 tuần tuổi, nó chỉ là một đứa trẻ. Biết thế, nhưng mà không có cách nào khác. Nhưng mà em đau lòng lắm, em đau lòng lắm. Nó là con của em, nó là con của em. Thì nó không phải là con của tôi chắc. Nhưng mà anh có mang nặng đẻ đau đâu mà hiểu được cái cảm giác của người làm mẹ. Thôi, đừng. Thôi. Em xin anh. Cô im đi. Em xin. Cô muốn cả cái nhà này chết hết hay sao? Chết hết hay sao hả? Không. Chả ai muốn cả. Nhưng mà không, anh ơi, gì cả. Em xin. Thôi thôi em thôi xin. Tôi quyết định rồi nhá. Chúng ta sẽ bỏ nó. Bỏ nó. Nhưng mà bằng cách nào? Bằng cách nào hả anh? Khổ quá. Đưa nó đến cổng một ngôi chùa. Trời, bỏ lại đó. Nó sẽ không chết đâu. Sẽ có người đến nhận nuôi nó. Thế là ổn chứ còn gì nữa. Anh ơi, chả nhẽ vì một lời nói mà chúng ta bỏ đi cả một đứa con hả? Em xin anh đừng làm thế. Đừng làm thế mà. Một lời nguyện khắc nghiệt rơi xuống với gia đình này cùng với nó. Cô không tin lời thầy phán sao? Từ trước đến giờ, mọi lời thầy phán cho gia đình ta đều đúng cả. Cô biết rõ điều đó mà. Vâng, em biết. Nhưng mà anh ơi, em đau lòng. Ôi em mà. Đau lòng lắm. Ôi, tôi biết rồi. Ai mà chả đau lòng. Là đứa con mình rứt ruột đẻ ra, chứ có phải là kẻ xa lạ nào đâu. Anh đau lắm. Nhưng mà biết làm thế nào bây giờ. Lời thầy phán chắc em còn nhớ rất rõ. Đứa bé này ra đời thì gia đình nhà ta mỗi năm đi một mạng người. Lời nguyện như sét đánh ngang tai. Như thế làm sao em không nhớ được cơ chứ. Nhưng mà Thôi, không như nghĩ gì nữa. Không chỉ là một lời nguyền suông. Con bé vừa được 1 tuần tuổi, ông nội nó đã lăn đùng ra chết. Đây. Mặc dù trước đó ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chả bệnh tật gì cả. Đây, rồi năm tới nữa sẽ đến lượt ai? Kiệm, anh, đừng nói nữa. Sao tai họa lại giáng xuống gia đình mình như thế này? Anh ơi, có cách nào không? Có cách nào không ạ anh? Anh thử hỏi thầy xem có cách nào giải được lời nguyền này không? Anh hỏi đi. Rồi, anh hỏi đi. Hỏi rồi, hỏi mãi rồi. Đã hỏi thầy rồi, nhưng thầy bảo không có cách nào khác. Trời ngoài ơi. Việc đem con bé này bỏ đi. Thôi, đưa nó cho anh. Không. Này, không. Đưa đây. Con đúng không bố? Đúng. Đúng. Chính là con. Con gái à? Là con. Con thật đáng thương. Con đáng thương phải không bố? Ngay từ lúc mới ra đời đã bị cha mẹ ruột chối bỏ chỉ vì một lời nguyền. Phải.
một lời nguyền từ một gã thầy bói nào đó. Lời nguyền nghiệt ngã. Nếu con còn ở trong nhà thì mỗi năm sẽ phải có một người chết. Không may là ngay sau khi con sinh, ông nội con đã bị đột tử. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại thay đổi cả cuộc đời của con. Đêm hôm ấy, bố đã cứu con bằng cách nào ạ? Bố đã im lặng, đi theo anh ruột mình. Khi anh ấy bỏ lại núm ruột trước cửa một ngôi chùa, thì bố đã bí mật bế con đi. Rồi bố làm thế nào để giấu được bố mẹ ruột con ạ? Bố gửi con ở nhà một người bạn, rồi quay trở về, coi như không có điều gì xảy ra cả. Sáng sớm, bố vác ba lô ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc hành trình bình thường trong mắt người thân. Nhưng thực tế nó đầy giông bão. Thế còn bố mẹ đẻ của con, họ đã giải thích ra sao với sự biến mất của con? Nghe nói họ bố trí một màn kịch, bảo là con bị ốm, rồi đưa con đi bệnh viện tuyến trên. Nửa tháng lang thang ở đâu đó, họ trở về và bảo là con đã ốm mất. Trời ơi! Những năm ấy, thông tin liên lạc kém, cả xã hội chỉ lo miếng ăn, nên cũng chả ai hơi đâu quan tâm đến chuyện một đứa trẻ mới đẻ ốm chết con ạ. Vâng, con hiểu ạ. Và họ đã rũ bỏ được lời nguyền, phải không bố? Họ cũng không hề biết chính em ruột họ đã ra tay cứu đứa cháu ấy. Ban đầu thì là thế. Nhưng... Nhưng sao hả bố? Chừng 2 năm sau, 2 năm thôi, mọi chuyện bại lộ. Bại lộ? Vì sao lại lộ ạ? Vì người bạn của bố, cái người mà bố đã gửi tạm con hôm đầu tiên ấy, họ đã vô tình kể với bố mẹ đẻ con chuyện bố mang con đến gửi trong mấy tiếng đồng hồ rồi lại mang đi ngay. Dạ vậy. Thế bố mẹ đẻ con đã phản ứng như thế nào hả bố? Chủ yếu là bố con, còn mẹ con thì... Thì sao hả bố? Thì sao ạ? Sau khi bỏ con đi, mẹ con có lẽ do bị sốc tâm lý, đã trở nên ngớ ngẩn, lúc tỉnh, lúc mê. Trời ơi! Thùy! Dạ! Tấm lòng người mẹ, sau này con lấy chồng, có con rồi, con sẽ hiểu. Vâng, con hiểu ạ. Tội nghiệp cho mẹ con. Quay trở lại câu chuyện của bố con, thế bố con đã phản ứng như thế nào ạ? Ông ấy tìm đến tận nơi bố con mình ở. Chú thừa biết, vợ chồng tôi đâu có điên mà đem đứa con mình rứt ruột đẻ ra bỏ lại nơi cửa chùa. Là chuyện vạn bất đắc dĩ, chuyện không thể khác, vì sinh mạng của cả nhà, bởi vì thầy phán. Anh ơi, thời nào rồi mà anh còn đi tin những lời nhố nhăng của một thầy bói? Không tin không được. Chú thừa biết, con bé ra đời mới được có 1 tuần tuổi thì bố bị đột tử đấy con gì. Ui giáo ơi, đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi đem con bé bỏ đi rồi mà thầy vẫn phán là nó chưa đi hẳn đâu, vẫn quanh quẩn đâu đó quanh gia đình anh. Thế nên vợ anh mới phát điên. Không ngờ đấy lại là sự thật. Thôi, chú đừng cứng đầu cứng cổ nữa, mang con bé cho tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy chú. Em chẳng có đứa bé nào cả. Chú Tuấn, nếu chú mà không đưa nó ra, chúng ta sẽ chẳng còn anh em gì hết. Chú đừng có ép tôi. Tùy anh. Tôi thề, tôi sẽ tìm ra nó. Chú đừng có mà thách thức, chú rõ chưa? Tôi thề đấy, tôi sẽ tìm ra nó bằng mọi giá. Bố đã phải mang con bỏ trốn, cắt đứt tất cả mọi liên lạc, bặt tăm bặt tích. Bởi vì bố biết, khi anh trai bố đã quyết làm một việc gì đó,
thì sẽ làm cho Kỳ được, bất chấp mọi hậu quả. Bố con mình lang thang khắp các tỉnh thành, có việc gì làm việc đấy. Mất mấy năm trời, bố dạt về đây, thuê nhà, bốc vác nuôi con. Và vì thế nên bố không lấy vợ. Mười mấy năm nay chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Không ai muốn thế cả con à. Nhưng là vì hoàn cảnh. Con cũng là một giọt máu trong gia đình. Bố... Nữa là bố phải chuộc tội cho anh trai mình, cho sự mù quáng vô phương cứu chữa của anh ấy. Bởi vì ở đời, bố tin là có luật nhân quả. Bố, kìa bố. Vâng, con cũng tin là như thế. Vì vậy, người tốt như bố sẽ được bù đắp. Con hứa là sẽ dành cả đời mình Thùy, để... Thùy, con lớn rồi. Con phải chấp nhận sự thật là bố sẽ không qua khỏi. Không, bố đừng nói thế. Bác sĩ đã nói thế. Đây, đây, địa chỉ gia đình ở quê bố viết trong quyển sổ để ở ngăn tủ đằng kia kìa. Dạ. Sau này nếu con thấy cần thì hãy tìm về. Gần 20 năm rồi, may chăng bố để con đã tỉnh ngộ. Con không muốn xa bố, con xin bố mà. Tôi đã mất bố trong một chiều mưa tầm tã. Tôi nghĩ bố tôi đã tan đi cùng những cơn mưa vô hình, vô ảnh, bỏ lại tôi trơ trọi, cô đơn giữa cõi đời. 17 tuổi, tôi thành kẻ bơ vơ, không nhà cửa, không gia đình. Nhớ đến lời trăng chuối của bố, tôi tìm đường về quê với hy vọng sau từng ấy năm, bố mẹ đẻ tôi đã thay đổi về cách nghĩ. Rằng lời nguyền xưa kia chỉ là lời nói vô căn cứ. Tôi cần một mái ấm, một gia đình để trở về, bởi vì tôi không còn nơi nương tựa nào khác. Không còn. Nhưng bố đẻ tôi đã tàn nhẫn đuổi tôi đi, dù tôi đã quỳ 3 ngày đêm trước cổng. Tôi chết lần thứ 2 sau khi lần bị bố mang bỏ cổng chùa lúc còn đỏ hòn. Ai đó nói đúng, nơi lạnh nhất trên trái đất này không phải ở Bắc Cực hay Nam Cực, mà nơi không có tình yêu thương, ấy mới là nơi lạnh nhất. Thực sự lúc ấy tôi đã nghĩ đến chuyện nhảy cầu để quyên sinh, nhưng hình ảnh bố nuôi tôi hiện về, tôi lại cầm lòng mình lại. Tôi không thể phụ công người đàn ông đã đánh đổi cả tuổi trẻ, đánh đổi cả gia đình để bao bọc tôi, nuôi tôi khôn lớn. Tôi phải sống, nhất định thế. Bất kể cái lời nguyền xấu xa đáng nguyền rủa kia đã lấy của tôi đi rất nhiều thứ. Vâng, đã lấy đi rất nhiều thứ, nhưng không phải là tất cả. Sau đó, tôi xin vào làm việc ở một trại chăn nuôi bò. Thời gian cứ trôi đi, tôi lấy chồng, sinh con. Vết thương bị cha mẹ ruột từ bỏ vĩnh viễn không bao giờ lành sẹo, nhưng tôi cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ mình còn cha mẹ. Tự trong sâu thẳm đáy lòng, tôi mơ có ngày trở về. Tôi mơ đến ngày ấy lắm. Bởi vì đấy là gốc gác, là nguồn cội của tôi. Tôi hy vọng, dù là thứ hy vọng mong manh sương khói, nhưng tôi vô cùng hy vọng. Thật đấy. Kìa bà, Phúc nhà ta còn lớn quá bà ạ. May mắn, đến lúc tưởng chừng như bó tay chịu chết, thì có người hiến thận cho tôi. Vâng, đúng là Phúc nhà ta còn lớn.
Chứ nhà mình nghèo kiết, ông thì ốm đau, tôi thì lúc mê, lúc tỉnh. Tiền đâu ra mà điều trị bệnh suy thận của ông nhỉ? May mắn quá. Vâng. Phúc đức tổ tiên còn lớn bà. Đúng ạ. Phúc đức tổ tiên thì đúng, còn may mắn thì chưa hẳn ông ạ. Chưa hẳn? Bà nói thế nghĩa là sao hả? Ông ơi, ông có biết ai đã cho ông quả thận để cứu sống ông không? Ai? Ai vậy? Bà biết hả? Vâng, tôi biết. Tôi biết. Thế nhưng mà là ai? Ai là ân nhân của tôi hả? Ông ơi, để tôi gọi ân nhân của ông ra cho ông gặp mặt nhá. Thủy ơi, Thủy. Dạ. Con ra đây nào. Ra đây con. Dạ. Ra bố, đây. Bố mẹ thế ạ. Trời ơi, là nó à? Kìa. Là nó cho ông, cho tôi thận à? Ông ơi, ông hả? Ông làm sao thế? Kìa bố, ông bị làm sao thế hả? Không không, tôi không sao. Trời ơi, Thùy. Dạ. Con chính là người đã giúp bố thoát khỏi tay thần chết à? Chính là con hay sao? Kìa. Hả? May mắn là các bác sĩ sau khi kiểm tra đã trả lời là con có thể hiến thận được cho bố ạ. Bà, tại sao lâu nay bà vẫn liên lạc với con Thùy hả? Vâng, vâng. Nhưng mà tôi không dám nói với ông. Vì tôi biết ông vẫn còn tin vào cái lời nguyền kia. Còn tôi không thể để mất con một lần nữa. Sau khi nó đã trở về. Ông, tôi là một người mẹ. Tôi không phải là loại cầm thú. Trời ơi. Thủy, bố có tội với con. Kìa bố u mê, bố mù quáng. Bố đã hại cả cuộc đời của con. Bố mắc nợ con một món nợ mà bố cố sống thêm vài cuộc đời nữa cũng không thể nào trả hết. Kìa ông. Không, chúng ta không ai nợ ai cả. Nếu người cẩn thận không phải là bố mà là một người xa lạ thì con vẫn sẵn sàng cho ạ. Đấy là đạo lý ở đời, giữa người với người không thể thấy đồng loại nằm giữa làn danh sinh tử mà không cứu ạ. Thủy con... bố xin lỗi con, tại bố mù quáng. Con ơi tha thứ cho bố. Bố mới xin lỗi con rồi đấy. Con xin nhắc lại, con chỉ có một người bố. Ngoài ra con không có ai khác cả. Kìa con. Con chỉ có một người bố mà thôi. Con ơi. Mà người bố ấy, ông ấy đã mất rồi ạ. Bố, năm con 17 tuổi, ông ấy đã mất rồi. Con nghĩ ông ấy sẽ hài lòng với những gì con đã làm. Bởi vì dạo này, đêm nào con cũng mơ thấy ông ấy trở về, nắm tay con và mỉm cười. Rất hiền, rất hiền. Bầy chim trắng vẫn thương qua, theo những vụn bánh cha thả trên sân. Từng chậu hoa như bạn thân, yên ắng cùng cha bên mùa xuân. Từng trang sách cha lật qua, đưa con chạm đến những vương quốc xa, những câu chuyện theo con suốt đời. Kể những ước mơ bắt đầu từ những ô cửa xanh. Cuộc sống đôi khi buồn tênh, năm tháng vụt qua không là cố tình. Tình yêu đôi khi lìa xa, tích tắc thời gian qua mong manh. Nhưng làm sao có thể quên giây phút được cha cồng kềnh trên vai. Những con đường mang tên khát vọng mơ đến tương lai. Đôi
đưa con về những ô cửa xanh, cùng ngồi bên cha trong chiều mưa, cuốn phim ngày cũ nhắc lại năm xưa, thấy quen con bao đổi thay và cha cũng vậy, tóc bạc nhiều, nói về mẹ và những người thân, thấy nồng nàn tình cha rất gần. Sông đi xa hơn nữa, những giấc mơ tình yêu vỡ òa đôi khi rất nhanh. Hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần con và những ô cửa xanh. Hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần con và những ô cửa xanh.